Dạ, các bạn đầu tiên các bạn vào ngôn ngữ của các bạn là tiếng Anh, tiếng gì không biết, các bạn dọn chọn vào một ba vô gạch nha các bạn. Gạch trên đây các bạn chọn qua ngôn ngữ tiếng Anh để mà đăng ký cái tài khoản nha các bạn. Nè, các bạn chọn tiếng Anh nha. Rồi, đầu tiên các bạn điền cái địa chỉ là cái username là cái tên của mình. Rồi, password xác nhận password, rồi các bạn bấm vào register là nó vào giao diện luôn các bạn. Rồi, vì mình đã có tài khoản rồi mình login nha các bạn. Nay mình có làm cái video. Rồi, mình login. Rồi, để mình lướt captcha các bạn. Kèo này là một kèo ngon của sàn. Rồi. Mình login nha các bạn. Rồi, sau khi nó ra một cái giao diện gì các bạn vào kiểm tra nha các bạn. Bạn bấm vào ba dấu gạch nè. Rồi, các bạn bấm vào nút blue.io nè các bạn. Này nè các bạn. Đang mình kiểm tra với tốc cần của mình. Qua mình cho các bạn coi kiểm tra tốc cần đi. Các bạn chờ chút các bạn. Sàn này rồi, mình sẽ nhận được 100 tốc cần có ký hiệu là UMW nè các bạn. Tốc cần này nè. Rồi, mình sẽ hướng dẫn các bạn cập nhật thông tin nha các bạn. Các bạn bấm vào ba dấu gạch tiếp theo nè. Các bạn bấm vào nút username của mình nha các bạn. Rồi, các bạn vào đây mà sửa password là vào config mail các bạn. Rồi, số điện thoại nè các bạn. Rồi, các bạn bấm vào nút invite code này nè. Rồi, các bạn copy đường link này mình chia sẻ cho bạn bè và người thân để nhận thêm tốc cần nha các bạn. Rồi, các bạn vào đây mà KYC nè. Bấm vào qualify, nó không yêu cầu KYC nhưng mà mình hướng dẫn các bạn KYC đang rút tiền cho nó dễ các bạn. Rồi ID card hay là passport các bạn nhấp vào. Các bạn ghi số ID card của mình up lên chứng minh nhân mặt trước và giấy chứng minh nhân dân mặt sau. Rồi bấm submit nha các bạn. Kèo này con này rất khá là dễ luôn. Vậy video mình kết thúc nha các bạn. Con này nó không yêu cầu KYC nhưng mà mình KYC cho rút tiền cho nó dễ các bạn. Mọi thắc mắc không hiểu các bạn có để lại comment dưới mình sẽ trả lời qua. Bạn vậy mình kết thúc tạm biệt tất cả các bạn nha. Chúc các bạn các bạn cũng đừng quên bỏ like, một like và một subscribe để ủng hộ kênh nha các bạn. Mình sẽ tìm những cái kèo ngon hơn để cập nhật lên cho tất cả các bạn. Vì chào tạm biệt tất cả các bạn nha. Tắt. Ông nội. Thôi đập bỏ luôn bây giờ.